Chào các bạn, giấc mơ vô địch ASEAN 2018 của Olympic Việt Nam đã khép lại ở vòng bán kết sau thất bại với tỷ số 1-3 trước Olympic Hàn Quốc. Nhưng không thể phủ nhận, những gì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm được khiến cho nhiều fan của trái bóng tròn nức lòng. Sau lễ mừng công đoàn thể thao Việt Nam diễn ra hôm qua mùng 2 tháng 9 trên sân vận động Mỹ Đình của Hà Nội, trên mạng xã hội đã liên tục chia sẻ hình ảnh khi còn khoác áo cầu thủ của huấn luyện viên đến từ xứ sở Kim Chi. Ngay khi xuất hiện, bài đăng đã nhận về rất nhiều lượt thích, chia sẻ và bình luận. Nhìn ảnh, không ít cư dân mạng cho rằng hồi trẻ trông ông đã phong độ rồi. Dù chưa có được danh hiệu cụ thể nào, nhưng những cột mốc huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam đạt được khiến cho người hâm mộ vô cùng cảm phục. Cuối năm này, AFF Cup một lần nữa sẽ khởi tranh. Đó là nơi thầy Park và các học trò sẽ biến ước mơ của hàng triệu fan của trái bóng tròn thành hiện thực. Huấn luyện viên Park Hang-seo sinh ra tại Sacheon-gun của Hàn Quốc. Có sẵn tài năng và đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ, nên dù không được đào tạo bài bản, ông vẫn khẳng định được bản thân và từng đạt danh hiệu tiền vệ xuất sắc nhất K-League. Trước đó, ông Park Hang-seo không phải là lựa chọn số 1 cho chiếc ghế huấn luyện viên thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo thứ tự ưu tiên, ông Park Hang-seo là cái tên xếp thứ 2 sau ứng cử viên số 1 là huấn luyện viên Sakisuka Tazaki của Nhật Bản và trên một huấn luyện viên đến từ châu Âu. Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chọn vị huấn luyện viên đến từ xứ sở Kim Chi. Sau 3 tháng dẫn dắt, ông đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi giành ngôi Á quân U23 châu Á. Và mới đây là một tấm vé vào bán kết ASEAN 2018. Cuộc đối với báo chí ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng tiết lộ về trận đấu khó khăn nhất của Olympic Việt Nam tại giải đấu trên đất Indonesia vừa qua. Theo đó, vị chiến lược gia 59 tuổi khẳng định, với tư cách là một huấn luyện viên trưởng từ trước đến nay, đối với chúng tôi, mỗi trận đấu đều khó khăn. Nhưng trận đấu khó khăn nhất theo tôi là trận gặp Hàn Quốc. Chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị mọi thứ, nhưng nhiều khi chúng ta phải chấp nhận kết quả. Đến lúc này, tôi nghĩ là tôi và các trợ lý đã nỗ lực hết sức. Và sau này, khi vẫn giữ vị trí này, tôi có thể nói với mọi người là tôi luôn nỗ lực hết sức. Tôi biết có khá nhiều luồng ý kiến về trận đấu với Hàn Quốc, nhưng tôi xin khẳng định chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá Olympic Hàn Quốc sở hữu hàng công rất mạnh. Và điều này đã được chứng minh là sau khi thắng Olympic Việt Nam ở bán kết, đội bóng xứ Kim Chi chỉ tiếp tục đánh bại Olympic Nhật Bản với tỷ số 2-1 ở trận chung kết để bảo vệ thành công trước vô địch giải đấu. Đối với bất cứ trận đấu nào, chúng ta cũng có áp lực. Nhưng với riêng Hàn Quốc, họ có hàng công rất mạnh. Nhiệm vụ của chúng ta là cần phải làm như thế nào để hạn chế sức mạnh của họ, đó mới là điều quan trọng. Cùng với việc lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam ASEAN 2018, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng lần đầu tiên khi đánh bại Nhật Bản ở một giải đấu chính thức. Chia sẻ với người hâm mộ về chiến thắng lịch sử trước Olympic Nhật Bản tại vòng bảng ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đây sẽ là một động lực quan trọng cho bóng đá Việt Nam mỗi lần đối đầu với Nhật Bản trong tương lai. Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng, đã là sân là phải nỗ lực, bất kể đối thủ, chúng tôi phải đạt kết quả tốt nhất, dù đó là Nhật Bản. Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng, từ xưa đến nay Việt Nam chưa thắng Nhật Bản, vì thế toàn đội cần phải giúp phá bỏ kỵ dơ này cho các đàn em sau này thoải mái hơn khi gặp Nhật Bản. Chào các bạn, hàng loạt bài báo và bình luận thể hiện sự ấn tượng về cách Việt Nam chào đón các cầu thủ ngày trở về. Mặc dù không giành được huy chương đồng sau thất bại trước đối thủ UAE, nhưng đây lại là lần đầu tiên đội bóng Việt lọt vào top 4 đội mạnh nhất của môn bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao châu Á. Thành tích này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đủ để làm nức lòng người hâm mộ thể thao Việt Nam. Mới đây, những hình ảnh ấn tượng về buổi lễ chào đón đoàn thể thao Việt Nam trở về từ Indonesia, trong đó có cả tuyển Olympic Việt Nam đã được đăng tải trên một số trang tin điện tử của Hàn Quốc. Trang chusun.com đã đưa tin, mặc dù trời mưa nhưng hàng ngàn người dân Việt Nam vẫn đổ ra đường chào đón đội bóng trở về sau giải đấu lịch sử.
Sau thành công của giải vô địch U23 châu Á 2018, ông Park Hang-seo tiếp tục tạo nên một giải đấu thành công khác cho bóng đá Việt Nam. Với những gì đã làm được, người hâm mộ gọi ông là húa thì hâm mộ gọi ông là húa thìn ít của Việt Nam. Hãng thông tấn Yonhap News cũng đưa tin về buổi lễ mừng công của đoàn thể thao Việt Nam. Phóng viên của hãng tin này đã kể lại nghi thức vòi rồng được sử dụng khi chuyên cơ chở các vận động viên hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Trời mưa nhưng rất đông người hâm mộ đã có mặt ở sân bay từ sớm để chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ. Để đảm bảo an toàn, đoàn thể thao Việt Nam được cảnh sát hộ tống di chuyển nhanh ra khỏi sân bay. Buổi lễ chào mừng ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng thu hút đông đảo người hâm mộ tham dự. Hơn thế, dù để thua UAE trong loạt đấu penalty đầy may rủi, nhưng người hâm mộ châu Á vẫn dành nhiều lời động viên cho các chàng trai Việt Nam. Cũng vào sáng nay, trong buổi giao lưu trực tuyến với báo chí, huấn luyện viên Park Hang-seo đã day dứt khi vô tình tạo ra một áp lực với các học trò trong trận tranh huy chương đồng tại ASEAN 2018 với Olympic UAE. Sau trận thua quốc tại bán kết ASEAN 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những phát biểu khẳng định mục tiêu cùng các học trò quyết tâm vượt qua Olympic UAE trong 90 phút để giành huy chương đồng tại giải đấu trên đất Indonesia. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các học trò đã không thể hoàn thành mục tiêu của mình bởi Olympic Việt Nam chỉ giành được một trận hòa 1-1 trước đội bóng Tây Á. Trong loạt sút luân lưu, lần lượt Quang Hải và Minh Vương không thành công ở lượt sút phạt của mình khiến cho Olympic Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số 3-4. Kết quả này đã khiến Olympic Việt Nam lỡ hẹn với tấm huy chương đồng lịch sử tại ASEAN. Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí trong nước sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự day dứt khi vô tình tạo nên áp lực cho các học trò ở trận tranh hạng 3 với Olympic UAE. Trong cuộc trao đổi của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận các học trò đã không thi đấu như kỳ vọng ở trận đấu với Olympic UAE vừa qua. Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn. Sau khi vượt qua vòng bảng, chúng tôi tiếp tục hướng đến trận tứ kết, bán kết. Mục tiêu của chúng tôi luôn là lọt vào chung kết. Sau khi thua ở bán kết, chúng tôi vẫn muốn đoạt huy chương đồng. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã quá nóng lòng thôi thúc học trò đoạt huy chương đồng về cho người hâm mộ ở quê nhà hay không. Không biết điều đó có khiến cho các cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý không, vì màn trình diễn của họ ở trận đấu đó không được như kỳ vọng. Giải thích về việc ngồi một mình lặng lẽ ở khu vực kỹ thuật khi Olympic Việt Nam để thua Olympic UAE ở trận tranh huy chương đồng ASEAN, vị chiến lược gia 59 tuổi cho biết: "Tôi thấy trống lỗng và đau buồn vì không thể đoạt huy chương đồng. Một phần tôi cũng thấy tiếc nuối." Trong cuộc trao đổi của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận việc thiếu vắng Đình Trọng trong trận đấu với Olympic UAE đã khiến Olympic Việt Nam bị tổn thất về lực lượng. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đội sớm nhận bàn thua ở phút 18. Tiếc trong trận gặp UAE là vắng mặt của Đình Trọng. Hôm trước Trọng vẫn tập tốt nhưng đến khi sát trận đấu, Đình Trọng bị chấn thương gân kheo và các bác sĩ quyết định là không thể thi đấu được. Bây giờ, khi nhìn lại, chúng tôi đã quyết thắng trong 90 phút nhưng tình huống để thua sớm quá. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận, loạt sút luân lưu có nhiều may rủi. Bên cạnh đó, cầu thủ UAE cũng thực hiện những quả luân lưu rất tốt và đây chính là lý do khiến cho ông quyết định cùng các học trò nỗ lực giành chiến thắng trước đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức. Đối với các loạt luân lưu khi vào vòng 16 đội, chúng tôi đã chuẩn bị, đội nào cũng làm như vậy. Việt Nam đã luyện tập, các phóng viên theo đội đã chứng kiến điều này. Vấn đề là UAE đã thực hiện các quả luân lưu quá tốt. Rõ ràng chúng ta đã không may mắn. Việc đá luân lưu luôn tạo áp lực lớn cho các vận động viên. Những cầu thủ nổi tiếng lớn trên thế giới cũng đều đã có lỗi. Chào các bạn, sau thất bại của đội tuyển Olympic Việt Nam trước UAE tại loạt sút luân lưu may rủi, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã bày tỏ sự tiếc nuối cho đoàn quân áo đỏ và huấn luyện viên Park Hang-seo. Là đội bóng giữ được thế chủ động và có được nhiều cơ hội hơn trong trận tranh huy chương đồng, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam lại không thể kết liễu UAE trong 90 phút thi đấu chính thức, để rồi sau đó lại thất bại trước đại diện Tây Á trên chấm luân lưu. Sport News của Hàn Quốc đã đăng tải một bài viết với tựa đề: Việt Nam với 5 trận thắng không thể giành được huy chương trước UAE, chỉ có một chiến thắng, một định luật nghiệt ngã. Người viết kể về cuộc hành trình của hai đội trước khi bước vào trận đấu tranh huy chương đồng. Việt Nam thống trị bảng D với 3 trận toàn thắng, trong đó có cả đối thủ Nhật Bản.
họ cũng giành chiến thắng 1-0 trước Bà Rành và có tỷ số tương tự với CDA. Đối thủ trong trận tranh huy chương đồng của họ là UAE lại chỉ có được đúng một trận thắng tại vòng bảng trước Đông Timor. Còn lại là thua CDA, Trung Quốc và phải sút luân lưu với Indonesia và Triều Tiên tại vòng knockout. Như vậy UAE chỉ có được đúng một trận thắng theo cách ghi bàn nhiều hơn đối phương. Trong khi đó, Việt Nam có tới 5 chiến thắng, 2 trong số đó nhờ những bàn thắng trong hiệp phụ trong trận đấu này. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là người cầm bóng nhiều hơn và làm chủ động thế trận. Nhưng trận đấu giành huy chương đồng lại không được đá hiệp phụ mà tiến tới ngay loạt sút luân lưu. Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội nguy hiểm ở những phút thi đấu cuối cùng, trong khi UAE chỉ cố kéo dài thời gian để bảo toàn tỷ số. Nếu có thêm hiệp phụ sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam có bàn thắng. Đây có lẽ cũng là kịch bản mà huấn luyện viên của UAE đã dự tính sẵn và chỉ đợi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Khi mà đại diện Tây Á có thể coi là đội bóng dày dặn kinh nghiệm sút luân lưu nhất tại giải đấu năm nay. Trên tờ Sports Seoul của Hàn Quốc, tác giả Choi Yoon-hee cũng đồng quan điểm Việt Nam mới là đội bóng chơi tốt hơn trong trận đấu này, nhưng họ không thể giành được huy chương vì thiếu đi độ chính xác trong những giây phút quyết định. Tuy nhiên điều này cũng không thể phủ nhận sự thật rằng việc lọt vào đến bán kết là một chiến công lớn của Olympic Việt Nam trong năm 2018. Vòng chung kết U23 châu Á và ASEAN là hai giải đấu liên tiếp giúp Việt Nam có được vị thế cao hơn tại châu lục. Phép màu của ông Park Hang-seo vẫn sẽ còn tiếp diễn. Trước đó, báo chí Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt đến thầy Park, đến mức còn đăng tin ông bị xúc phạm trên mạng xã hội sau khi một hình ảnh ở tài khoản giả mạo Park Hang-seo. Phóng viên Ken News của tờ Sports Seoul đang có mặt tại Việt Nam sau khi nghe chuyện đã cười lớn ngay lập tức và cải chính. Truyền thông Việt Nam đều rất ủng hộ và tôn trọng thầy Park. Ông đã giúp Việt Nam lọt vào bán kết. Ai còn muốn chỉ trích ông? Có hàng tỷ người trên thế giới. Đâu đó có thể đã buông là lời chê bài, nhưng hiện tượng này ở đâu chẳng có, không đáng để bận tâm. Thất bại trước UAE, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là người hùng trong mắt khán giả nước nhà. Phóng viên Kim Ji-han đã chia sẻ trên tờ Yoang Daily. Mặc dù trắng tay, Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ nước này. Rất nhiều cổ động viên trên sân vận động tại Indonesia đã hô vang Việt Nam trên khán đài sau khi kết thúc trận đấu. Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông Hàn Quốc ngưỡng mộ tinh thần cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam sau trận bán kết. Nhiều tờ báo nước này tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của người dân Việt Nam trước thất bại của đội nhà. Trên những con phố của giải đất hình chữ S vẫn tràn ngập người, xe và cờ đỏ sao vàng, không khí lễ hội như thể chính Việt Nam mới là đội thắng cuộc. Đó là lý do khiến cho cổ động viên xứ Kim Chi đưa ra bình luận đầy ngỡ ngàng. Hàn Quốc thắng thật phải không? Ở Việt Nam đang ăn mừng nhộn nhịp, tại sao họ lại phấn khích đến như vậy nhỉ? Nếu Việt Nam thắng, sẽ còn đông vui đến mức độ nào nữa? Trong trận đấu của U23 Việt Nam với UAE tranh huy chương đồng, trọng tài là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các trang mạng lớn của Hàn Quốc như Naver. Nhiều khán giả nước này đã chỉ trích trọng tài bắt chính trong trận đấu tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ASEAN giữa Việt Nam và UAE. Nói về điều này, ngay trên trang mạng Naver của Hàn Quốc thì cư dân nước này cũng tỏ ra rất bất bình với cách cầm còi của vị trọng tài người Hàn. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng hết lời động viên đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo và xin lỗi vì sự cố trọng tài trên sân. Sau đây là một số bình luận được nhiều lượt thích trên trang Naver trong trận Olympic Việt Nam và UAE. Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Đội tuyển Việt Nam huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu rất tốt, họ giành được mọi thứ chỉ trừ kết quả chiến thắng. Trọng tài người Hàn Quốc, nhưng đây là sự xúc phạm với nước mình, thật buồn nôn khi nhìn trận đấu như thế này. Mấy quyết định bắt lỗi Việt Nam đều khá tệ hại và UAE chỉ chờ có vậy. Xin lỗi mấy bạn Việt Nam nhé. Họ thua vì trọng tài Hàn Quốc. Chất lượng trọng tài Hàn Quốc ngày càng đi xuống. Đừng cho trọng tài Hàn Quốc bắt các trận quốc tế trong tương lai. Không có tí chất lượng nào. Tôi rất tiếc cho Việt Nam, nhưng các bạn đã chiến đấu rất hay. Làm thế nào các bạn vào sâu được như vậy? Quá tuyệt. Thật sự xin lỗi các cầu thủ Việt Nam và huấn luyện viên Park, họ đã phải chịu thiệt thòi. Trận đấu rất tuyệt, bóng đá Việt Nam rất thú vị, đây là lần đầu tiên tôi cổ vũ cuồng nhiệt đến như vậy cho một đội bóng, không phải là Hàn Quốc, rất mong đợi được xem họ trong tương lai.